Đây, chào mọi người, hôm nay tụi mình cắm hoa ở nhà thờ ha. Đây là Ohara trắng và Ohara hồng. Đó. Bên đây là Ohara hồng kết hợp với trích thảo. À, Như, lấy cái vòi nước bơm vào đây nè. Cho nó lên hơn nửa thùng nước luôn. Bây giờ chúng ta coi bạn Yến đang cuốn cái bình này, được gọi là bình chân nến. Đây là bình ngày bản đọc, và cái này đang là 50% nhé, hoàn thiện 50% thôi. Mình có cái kéo ngắn này, em lấy cái kéo ngắn mà cắt nó dễ hơn. Cái kéo mũi ngắn đó, nhớ không? Hello, chào anh chị em và các bạn. Hôm nay sáng thứ bảy và tụi mình mới dọn xong cái chỗ này. Bây giờ mình sẽ hiện tại đây là nhà thờ Chí Hòa, và bây giờ mình sẽ cùng nhau để mà mình đi lên trên nhà thờ, mình sẽ xem coi bạn Yến đang làm gì ở trên đó nha. Cái tiệc hôm nay thì mình sẽ bật mí cho các bạn luôn, đây là một cái lễ cưới đó. Và ở cái lễ cưới này thì tụi mình các bạn có thể xem hình ảnh là tụi mình là từ tối hôm qua rồi, mình sẽ ghép lại với nhau, tại vì hôm qua tụi mình làm bị trễ quá. Bây giờ mình sẽ đi vô coi nha. Wow, đẹp chưa các bạn? Rồi sẽ xem ha. Trên khung thành đó. Đẹp không? Đẹp quá, xa đẹp luôn á. Nhìn thấy là các bạn biết là ai đang cắm cái bình này lên ha. Nhà thờ chưa có lên đèn cho nên là còn hơi tối một tí xíu, chưa có lung linh hết này. Đây, sẽ cho các bạn xem đó. Đây bàn cô dâu chú rể.
Bạn Yến kìa, đấy, bạn thấy không? Bạn Yến đang đi vòng vòng. Mình sẽ đi xuống kia bạn Yến nha.